Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư nha. Thì sáng hôm nay em đang có mặt tại xã Tân Lập của huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An nha. Thì em đến đây thì em có nhận quay bán một thửa đất cho chủ nha cô chú anh chị. Thì cái thửa đất của mình là rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Thì cái thửa đất mình mặt tiền là được là 180m, thì tiếp giáp với con kênh và con lộ này cô chú anh chị. Thì lộ này thì xe máy mình đi được nha, xe máy xe ba gác thôi cô chú anh chị. Còn cái hậu vô, cái hậu đi vô, đi thẳng vô đó cô chú anh chị, đi vô là khoảng được 110m nha. Thì đất mình thì có tổng diện tích là hơn 20 công, tức là hơn 2 mẫu nha. Đất mình rất là đẹp luôn, đất mình là vuông vức luôn đó cô chú anh chị. Thì từ cái vị trí này thì mình ra tới ngoài tỉnh lộ 89 đó, thì mình đi thẳng ra ngoài. Thì đó là cái tỉnh lộ 89 đó cô chú anh chị, thì cách này khoảng chừng 500m thôi. Thì mình đã ra tới tỉnh lộ 89 và ra tới dưới kinh 79 rồi nha. Thì do là cái cầu bên sông đi thẳng qua thì chưa bắt nha cô chú anh chị, thì mình chỉ đi vòng lên cầu dây và mình đi xuống lô đất này thì tầm khoảng là hơn 2 km nha. Thì xe máy xe ba gác là mình đi tới ruộng được nha cô chú anh chị. Còn từ cái vị trí này thì mình đi thẳng ra ngoài quốc lộ 62 thì tầm khoảng là 6 km nha. Còn mà mình đi về trung tâm thị xã Kiến Tường thì mất khoảng là 6 km luôn. Thì vị trí này cũng là khá là đẹp luôn đó cô chú anh chị. Thì đất mình ở đây là nằm trong cái diện mà quy hoạch là nuôi trồng thủy sản nha. Thì cái lô đất này thì thích hợp với cô chú anh chị mình về đây là mình nuôi cá, nuôi tôm thì cũng khá là ok luôn. Thì cái khu Tân Lập em ở đây thì đa số là nuôi cá với nuôi tôm nha. Đây nuôi tôm rất là nhiều luôn. Thì cái diện tích mà mình nuôi tôm ở đây là tầm khoảng là 1-2 ngàn hecta nha cô chú anh chị. Thì kế bên nằm cách lô đất mình là khoảng 200m thì có 4-5 cái ao tôm nha cô chú anh chị. Thì ở đây thì nuôi tôm thì họ cũng trong cái diện đi bao thì cũng không có mà sợ bị nhiễm mặn nha, nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha. Còn thì hiện trạng thì đất mình ở đây thì cũng đang làm lúa luôn đó cô chú anh chị. Ở đây thì xạ 3 vụ nha, thì cái vụ này là vụ thứ 3 đó cô chú anh chị. Thì đất mình ở đây nằm trong đi bao và cũng có trạm bơm luôn. Đất mình cũng khá là đẹp luôn đó cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu mình về đây mình mua mình sử dụng, hay là mình muốn quy hoạch lên mình đào ao nuôi cá nuôi tôm đó, thì mình cứ xin chuyển mục đích lên sử dụng nha. Thì đất mình ở đây là có quy hoạch sẵn là cho mình nuôi trồng thủy sản đó cô chú anh chị. Thì cái diện tích đất mình ở đây là được là hơn 20 công, thì chủ ở đây bán giá là 95 triệu trên 1.000m² nha. Thì giá này thì thế thì bữa nay lấy đóng nha cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị muốn thương lượng thêm với chủ đó thì cứ lên đi xem đất đi, thì em cho cô chú anh chị mình gặp chủ để mình trao đổi thêm. Thì mua bán thì cũng có mà bước lên bước xuống nha cô chú anh chị. Thì giá cả thì em cũng báo chính xác với cô chú anh chị mình. Thì em cũng chia sẻ với cô chú anh chị mình thì cách đây cũng nhiều ngày thì em có quay những cái clip lên. Thì cô chú anh chị mình có comment lên em thì hô giá cả không chính xác,
hay là em quay thì cái giá nó cao hơn mấy bạn khác 50 đến 100 triệu, thì cô chú anh chị mình cứ xem. Thí dụ như mà bạn nào quay giá thấp hơn em đó thì cô chú anh chị mình cứ chốt cái giá bên mấy bạn đó xem là được hay không nha cô chú anh chị. Chứ ở đây thì em làm thì giá cả cũng rất là thiệt tình, thì làm nghề với nhau mà đôi khi thì người thương kẻ ghét thì cũng rất là nhiều đó cô chú anh chị. Thì em cho cô chú anh chị mình gặp chủ trực tiếp, giá cả thì cô chú anh chị mình muốn trả bao nhiêu trả nha. Chứ đây thì em chỉ kết nối giữa hai bên thôi, chứ em đây thì không hề mà em kê giá bất cứ đồng nào nha cô chú anh chị. Bán được lô đất hoa hồng được 50 triệu là cũng vui rồi đó cô chú anh chị. Chứ ở đây thì em không hề kê giá. Còn mấy bạn nào quay giá thấp hơn em thì cô chú anh chị mình cứ chốt cái giá thấp ngay mấy bạn đó đi, xem là họ có chốt được hay không. Thì từ mà Sài Gòn thì cô chú anh chị mình về tới cái thửa đất này thì tầm khoảng là 100 km nha. Là mình đi đường quốc lộ 62 đó cô chú anh chị. Thì đường xá đi thì cũng khá là ok luôn. Thì từ đây mình ra tới đó cô chú anh chị thì cách cái lộ xe hơi thì tầm khoảng là 200m. Là xe hơi mình có thể mình đậu ngay đất được luôn đó cô chú anh chị. Thì mình đi tới đó mình đi xe máy vô đây hay là mình đi bộ vô đây cũng được. Cái đường này thì cô chú anh chị mình mua thì mình có muốn mình xe hơi về đây thì mình có thể mình hợp đồng với chủ đất phía ngoài, mình vác lại mình làm lại cái đường, mình ban bằng ra nha cô chú anh chị, thì xe hơi mình có thể vô tới đây được luôn. Thì ở quê em mà cô chú anh chị mình làm đường, mình bỏ tiền ra mình làm thì ở đây đất người ta sẽ hơi đi vô tới ruộng người ta còn phái nữa cô chú anh chị, chứ không có ai mà làm khó làm dễ mình đâu. Thì đường mình ở đây á, đường xá này thì cái đường của nhà nước chứ không phải là đường của dân nha, nên cô chú anh chị mình muốn làm đường thì mình cứ xin phép rồi mình nói ủy ban tiếng mình sẽ ban lộ ra cho xe cộ ra vô cho nó thông thoáng là người ta cho thôi. Thì giá thì chủ bán là 95 triệu 1.000 mét vuông đó, thì cô chú anh chị mình có nhu cầu thì mình về đây mình xem đất đi, thì mình gặp chủ để mình thương lượng giá cả nha. Đây thì cô chú mình quan tâm thì liên hệ với em tên là Linh qua số điện thoại là 0949 394 622 nha.